Bàn lá hơi nước đứng đa năng Kangaroo KG78 là một sáng chế đặc biệt với nhiều tính năng ưu việt. Không chỉ là một chiếc bàn lá hơi nước đứng tiện dụng mà nó còn là một sản phẩm đa năng nhiều ứng dụng. Trước tiên, đây là một chiếc bàn là hơi nước đứng hữu dụng với áp suất hơi nước mạnh lên đến 3,53, giúp bạn là phẳng mọi loại vải, tất cả các loại quần áo, rèm và cả sofa. Luồng hơi nước mạnh được phả ra với áp lực cao, giúp làm căng sợi vải, làm phẳng các nếp gấp, nếp nhăn trên quần áo của bạn, cho dù đó là một chiếc áo dạ dày hay đồ jean cứng, đến những chiếc áo sơ mi mà không hề làm bóng hay biến dạng sợi vải như các bàn là thông thường khác. Thân máy nhỏ gọn thời trang. Trên thân máy có van điều chỉnh áp suất hơi nước. Bạn có thể điều chỉnh áp suất hơi nước nhẹ với chất liệu cốt tông, voan, vải mềm và mạnh hơn khi là đồ jean hay những chiếc áo dạ dày mùa đông. Bình đựng nước có bộ phận lọc nước giúp gạn các chất bẩn trong nước để không làm bẩn quần áo của bạn khi là. Thanh nâng là những ống cúc nối gắn liền với nhau tiện lợi và dễ sử dụng. Bạn chỉ cần kéo thanh nâng đến vị trí đích hợp, mắc áo có thể điều chỉnh phù hợp cho từng loại quần áo như áo vest hay áo sơ mi, áo thun hay những chiếc váy mỏng. Đường ống dẫn hơi nước mềm mại, bạn có thể dễ dàng di chuyển đầu là lên cao hay xuống thấp và đứng ở bất cứ vị trí nào. Với quần có ly hay với đồ là cần có độ phẳng cao, bạn chỉ cần gắn thêm bộ phận kẹp quần này vào đầu là bạn có thể dễ dàng tạo ly cho chiếc quần theo ý muốn. Chiếc bàn là hơi nước đứng khiến cho bạn cảm thấy thoải mái với công việc là quần áo và làm sạch các loại vải trong nhà một cách hữu hiệu. Không chỉ có vậy mà có thể bạn còn muốn sở hữu ngay một chiếc bàn là hơi nước đứng đa năng Kangaroo KG78 nếu như bạn biết rằng nó không chỉ đơn thuần là một chiếc bàn là. Với thiết kế đặc biệt hữu ích, bàn là hơi nước đứng đa năng Kangaroo KG78 còn là một cây lau nhà rất tiện dụng. Chỉ cần gắn thanh cây lau và dụng cụ lau nhà vào đầu là bạn đã có một cây lau nhà hơi nước. Bạn có thể lau nhà với vòi phun hơi nước. Hơi nước tỏa ra giúp làm mềm các vết bẩn, đẩy các bụi bẩn đi theo ý muốn và làm sạch thảm, làm sạch cửa kính khi lắp thêm bộ phận lau kính. Bếp nhà bạn có nhiều vết bẩn cứng đầu, đừng lo lắng, hãy gắn đầu nối phun hơi nước vào và mọi vết bẩn cứng đầu sẽ được xử lý một cách dễ dàng. Bàn là hơi nước đứng đa năng Kangaroo KG78 với nhiều tính năng sử dụng ưu việt, cấu trúc độc đáo, thiết kế đặc biệt, áp suất hơi nước mạnh lên đến 3,53, tiết kiệm điện, dễ sử dụng, độ an toàn cao, thuận tiện và thích nghi cho mọi gia đình, khách sạn. Ngoài chiếc bàn là hơi nước đứng đa năng model KG78, còn có các sản phẩm bàn là hơi nước đứng model KG75 và KG76 giúp bạn biến công việc là ủi quần áo và vệ sinh các chất liệu vải trong nhà thành công việc thú vị bởi tính năng hữu dụng và ưu việt của sản phẩm. Thiết kế bàn là hơi nước đứng đa năng Kangaroo đã nhận được bằng phát minh và sáng chế quốc tế về kiểu dáng thiết kế và mô hình tiện ích. Thiết kế nhỏ gọn và thời trang không chiếm nhiều diện tích, bánh xe giúp máy dễ dàng di chuyển cùng bạn trong quá trình sử dụng. Là rất dễ dàng và nhanh gấp nhiều lần so với các bàn là thông thường, nhất là khi phải là với số lượng đồ lớn. Do vậy, rất tiết kiệm thời gian và điện năng sử dụng. Tại sao bạn không sở hữu ngay một chiếc bàn là đứng với nhiều tính năng ưu việt, một chiếc bàn là hữu dụng, tiện ích, một cây lau nhà thông minh và còn nhiều những tính năng hữu dụng khác nữa? Sản phẩm có 3 màu để bạn có thể lựa chọn. Model KG75 2.250.000 đồng, model KG76 2.990.000 đồng, model KG78 3.990.000 đồng. Kangaroo, sản phẩm hàng đầu thế giới.